Ghé đây mua con gà cả nhà, nãy ghé siêu thị mà không có, ghé ngoài tiệm ngoài đây mua. Cái trong cơ tay. Sao bác? Mát rửa luôn ha. Che vậy nè. Chống nắng. Chạy từ từ, ok. Hai mẹ con đi không có sợ nắng luôn ý. Nguyên đi đâu đội cái mũ chống nắng này là ok rồi. Mỗi lần đi chợ là em phải trùm dữ lắm, trùm kín mít luôn. Mỗi lần về là sức mồ hôi. Có cái máy che xong cái khỏe. Đi chợ giữa trưa nắng cũng không có sợ nắng đâu cả nhà. Hey, xin chào cả nhà đang quay trở lại với kênh của Nhung Naira Cuộc Sống Trung Quốc. Sáng nay em với Vinh đi chợ cũng hơi trễ trễ chút. Tại vì ngày nào hai mẹ con cũng ngủ nướng hết trơn á. Mùa hè mà Vinh không có đi học nên là tranh thủ ngủ nướng cho đã. Nên là vừa đi mua đồ ăn về là nấu bữa trưa luôn đó. Tại ngủ tới trưa mới dậy á, nên là em không có khái niệm ăn bữa sáng luôn đó cả nhà. Với lại từ ngày có cái mái che trên xe điện á, là em với Vinh đi chợ cũng không có sợ bị nắng nữa. Chạy xe rất là mát luôn, cho nên là đi giờ nào cũng không có sợ cả nhà. Không có như ngày trước á, mỗi lần đi chợ là phải tranh thủ, phải đi thật sớm chứ không là nắng lắm. Hoặc là phải đi thật chiều tối mới đi được. Luộc với ít hành gừng nha. Luộc với nước. Em cho mấy cái này vô trong lò nướng cho nó nhanh. Nó không có than thì mình nướng bằng lò vậy. Nướng cho nó thơm lên là được. Được cái này mình có thể mình trụng thêm được rồi.
Tới khúc này thì cả nhà có ai đoán được là em đang nấu món gì không? Hôm nay thì em sẽ nấu món phở gà Việt Nam mình cho ba mẹ chồng em ăn thử nè. Với lại lâu lắm rồi á, em không có ăn phở Việt Nam á, em cũng thèm dữ lắm. Nhưng mà nguyên liệu á, thì ai thấy còn thiếu cái gì á, thì chỉ em với nhà. Tại vì á, em tìm kiếm nhưng mà không có. Có nhiều thì em xài nhiều, em làm món phở gà đơn giản nhất có thể. Cái này là nước dùng gà, lúc nãy em luộc gà xong á, thì em sẽ vớt cái phần thịt ra. Cái đoạn hoa hồi với lại hành tây gừng này kia em nướng á, xong em sẽ dùng mỡ gà em xào lên cho nó thơm. Xong rồi em sẽ thả vào cái nồi nước dùng gà này. Đoạn đó quay rồi á, mà quên bấm máy quay nên là thành ra là bị thiếu mất á cả nhà. Nên cả nhà thông cảm nghe. Với lại bây giờ là em sẽ nêm gia vị nè, muối với lại hạt nêm. Với lại em sẽ cho thêm một ít nước mắm để cho có cái hương vị đậm đà hơn. Sau cùng là sẽ cho thêm một ít tiêu nha, nó thơm. Khúc này là cái nồi nước dùng nó đã rất là thơm rồi. Nếu mà mọi người muốn cho cái màu gà, màu thịt với lại màu nước dùng nó có màu vàng đẹp thì mọi người tẩm cái bột nghệ lên trên cái phần thịt gà trước khi mình luộc nha. Tại vì ở nhà em không có bột nghệ, em cũng không có mua được nên là thôi, quan trọng là chất lượng ngon là được ha. Chứ hình thức giờ thiếu hụt quá, giờ biết làm sao bây giờ. Giờ đi luộc rồi. Giờ là tới cái khúc bài trí cho tô phở nè. Gà luộc xong á, thì tính ra là xé sợi á, nhưng mà nóng quá thôi cắt luôn đi cho nó nhanh. Em cắt nhỏ với lại là lọc xương ra rồi, nên là như vậy thì cho bà mẹ chồng em dễ ăn. Thêm một ít hành ngò nè, rồi thêm vài lát hành tây sắt mỏng vô. Cho nước dùng vô ha. Cho mẹ chồng em miếng ớt đi. Có ông ba không ăn được ớt này là không có bỏ. Ý già hấp dẫn quá ta. Cho ba hủy lệch sư phát. Ok, xong rồi cả nhà ơi. Đây là điều lan giao xin gì? Khoan nhãn khoan đó. Cho mấy đồ lan giao xin hả? Rồi, mời cả nhà ăn phở gà nha. Ai xin chào chị ba. Có gì không? Ừ. Bú giao thay xén, sư bà. Nhi bú giao thay xén. Nếu thiên thiên khởi gì, sư bà? Cả nhà cũng thấy rồi đó, ba mẹ chồng em bây giờ là không có ngại từ món Việt tới món Trung, món gì em nấu á, ông bà cũng ăn được hết trơn á. Có đứa con dâu nước ngoài á, cũng hay ho quá chừng ha. Mỗi ngày á, đều cho ăn món lạ, món mới không à. Cho nên là giờ đối với ông bà mỗi ngày đều là một bất ngờ. Có khi nào ông bà nghĩ bụng không biết hôm nay dâu nó cho mình ăn cái gì đây. Mà hôm nay em nấu món gì em cũng không có nói trước đâu, mà ba mẹ chồng em cũng không có hỏi luôn đó cả nhà. Bởi vậy á, nên là hôm nay ăn cái gì là em quyết định đó. Không ngờ ba mẹ chồng mình dễ dãi vậy luôn á. Mm-hmm.
Mẹ chồng em hỏi cái sợi này làm từ cái gì mà nó không có giống như sợi mì ở Trung Quốc. Anh nó mỏng mềm hơn với lại không có bị ngán á. Mẹ chồng em có vẻ thích cái sợi này á, mai mốt em sẽ mua nhiều hơn. Thi thoảng nấu phở cho ông bà ăn. Định lúc đầu là sẽ nấu phở bò nhưng mà nhiều công đoạn với lại nó mất thời gian lâu quá. Với lại phở bò thì nguyên liệu sẽ nhiều và phức tạp hơn là phở gà cả nhà. Nên là em chọn nấu phở gà cho nó nhanh gọn lẹ, còn phở bò chắc để đợt sau, có thời gian để em sẽ nấu. Mẹ chồng em thì hài hước vậy đó cả nhà, còn ông ba thì lúc nào mặt cũng nghiêm nghị hết trơn á. Mặt lúc nào cũng kiểu bà làm gì là ông liếc vậy á, mắc cười lắm. Kiểu ra vẻ là không có hài lòng với cái hành động của bà á, mà mọi hành động ông đều như vậy hết trơn á. Còn bà thì kiểu kệ ông liếc kệ ông. Còn bà thì kiểu là quen với cái thái độ của ông vậy rồi á, nên là mặc kệ vậy đó cả nhà. Em nhìn mẹ mắc cười muốn xỉu. Cái hả? Kính như này, kính như này là cỡ. Nhọn lịch như này. Dạ dạ dạ, dạ dạ dạ, dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ, dạ dạ dạ, dạ dạ dạ, dạ dạ. Các bả. Chân hải thì kết phủ. Chân hải thì kết phủ. Chân bye bye lọ. Chị có lấy ra Thank you.